À, cảm ơn con Út Cưng. Ba chào con nha, thương hoài ngàn năm. Có gửi bài thì gửi qua đi con, rồi chờ đợi chịu khó chờ nha. Qua bây giờ là anh trai ca với em gái bài này. Nhưng mà cái này nó anh trai có ca là nó cũng không có được hay như không em gái ha. À, trúng số độc đắc. À, xin mời cả nhà mình cùng nghe tiếng hát của Nguyễn Lại với chất độ. Tôi đã mua lâu lắm rồi mà không dám tự tay trao cho anh mặc, vì tôi sợ là văn nghệ sĩ nên anh có rất nhiều tự trọng, không thèm nhìn sự xót thương, muốn trao anh mặc nhưng tôi sẽ buồn biết bao nhiêu. Tình cô gái bán ba nào có nghĩa gì? Cô Thu ơi, tôi vô cùng cảm động trước tâm tình cô đã dành sẵn cho tôi. Tôi không thích ai ban cho lòng thương hại, nên cũng không đem lòng thương hại tặng cho anh. Chân tình trao sai cho nên trong giữa cuộc đời mà vẫn thấy cô đơn, vẫn ôm ấp một tình yêu vô vọng, một chuỗi thời gian nuôi tiếp nhau vô vị. Tôi sợ cô độc mà tôi kinh sợ sư. Tôi yêu quý anh bằng tâm tình chân thật mà tôi ngỡ là đã mất đi từ khi lao thân vào gió bụi giang hồ. Tôi tưởng đâu tim tôi đã chai đá trước cuộc đời, nào ngờ đâu sau bao tôi thấy lòng lưu luyến bâng quâng. Có những lúc một mình với bóng tôi mênh mông, tôi cảm thấy mình cô đơn thật sự. Sự cô đơn ngày xưa tôi hãnh diện, sao giờ đây tôi sợ hãi vô cùng. Cho cô, bởi vì đối với con cũng còn bất lực. Chỉ có một ánh mắt cảm thông của anh cũng đủ làm cho lòng tôi ấm lại. Chỉ có một mình anh không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hoặc rè kinh. Tôi cũng cố gắng thật nhiều để khỏi phải tự khinh, thì đối với cô làm sao có những lúc nghe lòng cô đơn trống trải, tôi cũng thèm có một người tâm sự hàn huyên. Nhưng đối với cô nhiều khi tôi hững hờ lạnh nhạt, vì tôi sợ phải làm cho cô phải buồn bã thêm nhiều. Tại sao anh lại sợ tôi buồn khổ khi được anh xem là người
một chuyến đi xa. Nhưng không phải em theo chồng về xứ, mà em tìm đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết em là ai hết, không ai biết đến cái dị dạng tối tăm này, không ai nhìn em qua thành kiến công đẹp đẽ là nó làm đáng lý ra nó phải đưa về
hai câu đầu là dây đào, hai câu sau là phải về dây kép để cho cái người ca người ta mới ca được. Còn này làm giọng cổ dây kép luôn, bởi vậy là nó ca không có được hay thôi, chứ còn ca thì phải được. Cảm ơn anh gái nha, cả nhà mình cũng vừa nghe tiếng hát của Lại Nguyễn